Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ cái kích đỏ gan này ra để mình tháo được cái hít nhá. Bây giờ đây là màn hình home. Chúng ta sẽ vào đây. Nhấn vào cái này. Đấy, kích đỏ gan nó sẽ tự động là đi ra cho mình. Nhấn vào đây. Cái này xuống. Tháo kích đỏ ra. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo được cái cụm hít này ra nhá. Đây là mình chỉ cần nhấn nó lên. Đấy, bắt xuôi kim đồng hồ là lấy được ra để vệ sinh nhá. Đây là cách tháo ra nhá. Mình lắp vào thì cũng rất đơn giản thôi, lắp vào. Đấy, ở đây là mình không có nô rô nhá. Đẩy cái này vào. Đấy, cái này nhấy này.